Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em là thời điểm tháng 1 năm 2024. Và em sẽ làm một video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe, một dòng xe mới của Toyota. Dòng xe Toyota Innova Cross. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Innova Cross, bản xăng lai điện, bản cao cấp nhất. Và hai phiên bản của Toyota Innova Cross được trang bị là được nhập khẩu nguyên chiếc. Và có hai phiên bản là phiên bản thuần xăng, có giá niêm yết là 810 triệu. Một chiếc vẫn là 8 chỗ, sử dụng động cơ 2.0 chung máy với Camry, tiết kiệm hơn rất nhiều, chuyển từ cầu sau sang cầu trước và có rất nhiều tính năng mới hay ho. Và phiên bản thứ hai là phiên bản xăng lai điện, phiên bản hybrid, phiên bản trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 990 triệu và cũng có cái lý lịch như vậy. Tuy nhiên là một chiếc xe này là có thêm một vài tính năng hay ho hơn, như là có ghế Ottoman, ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai. Thì trên đăng kiểm thì chiếc xe này chiếc xe 7 chỗ, bởi vì mình sẽ bỏ bớt một chỗ ở giữa hàng ghế thứ hai đi, nó sẽ có hai ghế riêng biệt ở hàng ghế thứ hai cho anh chị ngồi rất là thoải mái. Và ngoài ra thì đặc biệt là chiếc xe được trang bị là động cơ 2.0 hybrid, thì nó cho ra cái mức vận hành rất là mượt mà, rất là khỏe khoắn. Ngoài ra thì nó lại rất là tiết kiệm, nó chỉ có 4,92 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Và em sẽ giới thiệu cụ thể hơn về từng chi tiết ở trên chiếc xe này. Thì ở phần đầu xe anh chị thấy nó thiết kế hoàn toàn mới cho chiếc xe Innova Cross, trông nó lực hơn rất nhiều, trông hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều. Cái xe dành cho doanh nhân và gia đình là chính. Còn hiện tại thì song song với đó thì bên em vẫn giữ cái phiên bản Innova số sàn này anh chị, thiên về dịch vụ hơn. Thì ở phần đầu xe anh chị thấy là chiếc logo của xe sẽ được trang bị là logo dạng 3D, thì đồng nghĩa với nó sẽ có cái trang bị là Toyota Safety Sense, có cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ lực phanh điện tử cũng như là các tính năng khác, hỗ trợ về cruise control adaptive này, về có cả camera 360 và đèn pha tự động. Cụm đèn thì cũng đèn full LED và có đèn LED ban ngày phía bên dưới ở đây, hai cảm biến trước. Và chiếc xe này là chiếc xe lái thử của bên em, nên là anh chị nào có nhu cầu muốn trải nghiệm xe thì có thể là qua bên em trải nghiệm. Còn chiếc xe này thì bên em sẽ không bán, em sẽ bán cho anh chị chiếc xe hoàn toàn mới. Ở phần thân xe thì đây là cái la răng của xe phiên bản xăng lai điện, sẽ lớn hơn và đẹp hơn so với phiên bản thuần xăng chiếc xe hybrid, và sẽ có các cái mắt cam ở phiên bản ở hai bên gương. Cửa xe thì được trang bị là cửa xe dạng cảm ứng này. Ở phần đuôi xe thì sẽ được trang bị những gì? Ở phần đuôi xe thì em sẽ có là thứ nhất là có 4 cảm biến sau này, và ngoài ra thì xe sẽ được trang bị thêm là cốp điện ở đây anh chị thấy. Vâng, và vừa rồi thêm là giới thiệu cho anh chị về sơ bộ chiếc xe Toyota Innova Cross. Và anh chị nào cần em tư vấn thêm sâu hơn, mà sơ bộ như vậy anh chị cần em tư vấn sâu hơn về chiếc xe Toyota Innova Cross hoàn toàn mới này, thì anh chị vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.